19. Đại trưởng lão Quắc Cá Lý C. Sự hoạch đắc danh hiệu đệ nhất Vào một dịp khi ở giữa chúng tăng, Đức Phật công bố Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai mà có niềm tin tính thành nơi Đức Phật thì tỳ khưu Quắc Cá Lý là đệ nhất Chú ý trong những trường hợp những vị tỳ khưu khác thì niềm tình tính của họ đối với Đức Phật phải được nâng lên Đối với quá cá lý thì niềm tịnh tính của vị ấy quá mạnh mẽ đến nỗi Đức Phật phải hạ thấp nó xuống bằng cách đuổi vị ấy đi khỏi ngài. Cho nên vị ấy là vị tỳ khưu đệ nhất trong lĩnh vực về niềm tịnh tính đối với Đức Phật.